Ok, hello, chào các bạn. Chào các bạn đến với channel Quang Dũng với là cuộc sống ở châu Phi. Thì ngày hôm nay là em ấy về quê mọi người, là không có em ấy đi cùng nữa. Thì ngày hôm nay là mình lại tiếp tục đến nhà bà Trường Thôn. Và cũng có một món quà rất đặc biệt gửi bà Trường Thôn. Và đây là một món quà đến từ chị Văn Trần mọi người. Thì một nhân vật mà chắc là nhiều người fan của kém châu Phi thì cũng đã biết rất là quen thuộc rồi. Thì chị ấy luôn là đồng hành cùng với team từ trước đến nay. Và ngày hôm nay thì mình đến là gái em nhỏ là hát rồi. Tại vì là biết là kiểu gì cũng có quà mọi người. Ngày hôm nay là một món quà rất đặc biệt mọi người. Mình phải mượn xe để chở vào. Đấy là một chiếc TV. Đây là gì? Đây là một chiếc TV mọi người. Một chiếc TV là 43 inch đã sẽ gửi đến cho bà Trường Thôn. Vì món quà này thì không phải là món quà này không phải là dành riêng bà Trường Thôn mọi người. Thì tại vì là nhà bà Trường Thôn là lần trước là mình có lắp điện năng lượng mặt trời thì có điện, cho nên là về khu vực cũng sân chơi cũng rất là rộng rồi. Thì mình muốn gửi tặng dân bản, nhưng mà sẽ đặt ở nhà bà Trường Thôn. Thì cho bà Trường Thôn là buổi tối, buổi ban đêm, cuối tuần hoặc là những ngày nào đó trong tuần có thể mời tất cả mọi người, em nhỏ cũng như là người dân muốn xem thời sự hay xem phim hay là xem một cái gì đó là có thể xem được. Thì chắc chắn là các em nhỏ ấy là chưa bao giờ được xem cả. Cùng lắm thì chỉ được xem một hai lần ở trong thành phố thôi, mà chồng chắc chưa được xem đâu. Thì có thể xem phim vật hình hay phim gì đó mọi người. Bây giờ là sao bà về à nó phải ra chào bạn. Các em nhỏ ấy là ô có mẹ Vamos, criança, Ana, vem também! Vem! Você agora pensa aqui? Pensa aí que? Não sei dizer. Quer dizer? Sim. Ah, tá bom. Sim. Agora vamos ver, né? Tá bem. Yeah. Ei, Ana, sei. Tá aqui! É comando para fazer isso. Sim. É, muito divertido, toma. Agora ainda pega só isso. Tá bem, tu não. É. Mãe me botou em campo que eu campo, meu velho. Era o Laura. Depois vai ver filme, né? Quer? Sim. Sim. É uma. Vamos virar primeiro filme. Để cho tất cả em nhỏ có thể xem hôm ngày hôm nay. Và sau đó thì cắt vô nhà bảo đường thôn. Các ngày tiếp theo thì sẽ là những nào một lúc nào mà các em nhỏ hay là có một cái gì đó ngay gì đó thì có thể để đây xem mọi người. Vì điện này là mặt trời mà, điện miễn phí mà cũng không tốn điện đâu. Mà cái tivi này thì cũng có thể xem được cùng với điện. Đấy, dạ, tao bông.
Sì, 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 sì. Ora vamo mettere in mesa, fai smettare da primero. Fai smettare. Sì, sì. Come una mesa. Ora. Fai smettare da primero. Vai per finito. Conhece aqui, né? Sim. Yeah. Đây cả em nhỏ đấy là to mò rồi kìa. Đây, ora vamos segurar aqui. Vamos segurar. Ei, bate palma. Bate palma. Ei, grande, ei, vamos que bano, né? Ei, aí. Ei, là một món quà rất là ý nghĩa. Ê, cho người dân tiếp thu thêm những công nghệ mới mọi người. Đây là đầu tiên đấy. Tá bonito, né? Tá bonito, muito bonito. Depois vamos meter filme de Kung Fu ou filme de coisa de criança para ver, já? Para ver. Buổi sáng tiếng mời tính mời về, tiếng mời cộng đấy. Thì ta không bóc ra, khi ca soa xin. Lá soa xin. Khi ca soa xin. Eso no? Tira a coisa, tira esse aqui. Tira disto aqui. Tira esse aqui. Não tá para. É melhor que a minha, é melhor que a minha. É bom, né? Ah, muito bom, muito bom, muito bom. Não, fatura. Ah, já está assim. Ah, já. Oh. Ah, dentro. Mas aqui. Mas, tem que tirar. Tem que tirar. Bem, tem que tirar mais primeiro. Já está bom. Vai. Lula, já está aí. E tudo ali que está. Một chỉ TV nó to mọi người ạ. Mấy người ở nhà mình không gọi chỉ TV như này đâu. Nhưng mà ấy, nhà mình cũng gọi chỉ TV to như này mọi người. Đây là một TV thả rất to. Đấy. Và một điều nữa là đấy là TV dành cho toàn bộ người Nhật Bản. Chứ không phải là mình phải nói trước như vậy. Không phải là cho riêng người Nhật Bản. À có được. Có sao xuống một cái trái. Có sao xuống một cái Ok. Ora vamos para meter. Agora você. Conecta essa aqui lá dentro. Organiza bem, depois vê filme, já? Sim! Já! Pena? Aqui. Chega, está ali. Đấy, một lần mà ở ngoài là một giờ bằng con sắt là một bộ quà trai. Dạ, ra bây giờ, ở đây về xin mà.
Đây, mỗi lần mà gọi là để ở ngoài thì có cái ổ cắm mọi người. Còn bình thường thì bạn sửa thôi để sử dụng thôi. Và cái điện năng mặt trời sẽ đủ để dùng cái ví này. Đấy, không phải đi ạ. Dạ, dạ mày thấy thế gì không? Dạ, thế gì không? Dạ, ta. Ta bông ra. Ta bông. Đây, xa, depois. Xa ghi. Tem uma ben drive ou uma carta memória. Já, meter vídeo. Ou meter... Ok, bạn. Đấy, bây giờ là... Thì anh là thử mở mọi người. Mở TV để xem. Thì hôm nay, lúc này là lắp đặt chứ mà. Còn thiếu một bộ phận nữa mọi người. Cho nên là mình phải chạy ra cái quán, cửa hàng của bạn... bán cái tivi này để mà để đi lại nữa và cũng hơi buồn, cho nên mà bây giờ thì cái giờ này thì khả năng là cái em nhỏ đã chơi rất lâu rồi, lúc này là mò một lát mà cả buổi chiều mà không được, nên thành ra là thiếu một cái bộ phận ở đây của tivi đây, thì bây giờ là để mà thử chuẩn bị thử nghiệm. Còn tôi đây á, chiều ban đêm là hợp lý nhất đấy mọi người ạ. Nhỏ chăm chỗ mọi người nhìn này, đấy, con nhỏ là chỉ biết nhìn vào tivi đi, rất là ai cũng nhìn cái, vào gần thôi đi. Nhỏ bây giờ là đang tập trung xem rồi, không ai rời mắt khỏi đâu. Bây giờ là không hơi huế này nhưng mà gọi là xem tivi đấy. Nhưng mà cái cà phê cho một khoảng cách mọi người. Không à. Spin à. Agora là tudo gosta a sua trai. Muito próximo também vai estragar a vista. Já? Já. Aí, các bạn xem rồi. Ê, thích cái bóng mọi người ạ. À, tôi được kê đồng cho cả bóng ạ. Ê, sạc tinh ạ. Ê, sạc tinh ạ. Ê, sạc tinh ạ. Ê, sạc tinh ạ. Đấy, bạn thấy đi ạ. Ôi, cho mình ra xì, ra xì, ra xì, ôi. Bạn muốn ra xì. Já tá no usar, né? Ah, sim. Agora vou ensinar com teu filho, vou ensinar com o pai. É bem, eu vim fechar em um dia. Vai em um dia, vem que eu já nem mando. Vou você.
tipo así, ¿sabes? Sí. La bubota así, tipo así, ¿eh? Sí. O sea, tiene que, así, tiene que pasar ahí. Ok, ok. Sin cinema. Sí, cinema. Beso bien ahí. Ya está, está bien. Mete aquí. Ok. Después, beso ahí. Ok. Beso ahí, que tem muito vidro. Sí, muito vidro. Tem muito vidro aqui. Ok. Tá vendo? Sim. Você mesmo. Chắc là hôm nay chắc là sẽ đến 12 giờ mọi người. Thì các cháu bây giờ khi mình nói chuyện mà không nhìn mình nữa. Bình thường là mình nói là sẽ nhìn, sẽ tập trung. Bây giờ toàn bộ đều hướng vào chị TV thôi. Thì một lần nữa thì mình cũng muốn cảm ơn đến chị Văn Trang rất là nhiều. Chị ấy đã gửi món quà này đến cho người dân bản. Cuối tuần là các em nhỏ, còn bình thường cho các người già, người lớn cũng như để xem được. Xem về các kênh nông nghiệp cũng như các cái thông tin về Angola, về đất nước của họ để họ biết thêm, để họ biết thêm thông tin về chính trị cũng như về kinh tế. Ok, thì một lần nữa thì mình cũng cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Một tối rồi, thì mình về và các bạn thấy video hãy về nhiều thì cho mình một like, một share. Cũng như đăng ký kênh Quang Dung với Đồng Cuộc Sống Dung Huy Minh nha. Ok, là phải chào các bạn, chào các bạn. E agora atento aí no televisão. Sim, sim, obrigado, muito nada.